má em có nhà không Ngưng? Có, mà có gì không nói đi. Cho nắm tay cái. Nóng xong rồi nói đi. Anh nhớ em muốn trách luôn. Muốn trách luôn hả? Anh nhớ muốn trách luôn. Trách đi. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc hả? Ngồi, đàn ông con trai ngồi chứ chí khí con ngồi gì túm túm vậy lại vậy? Ha. Ơ nhờ nhờ. Mày hay quá mày ha. Ha. Con chú trong là... nhà không ở. Mắc mớ gì ra đây ngồi ở với thú hả? Đi vô nhà. Con chú làm gì mà mẹ? Mày muốn làm cái gì nữa? Mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, đứa nào mà mẹ không cho giao thiệp qua lại là làm ơn đừng có qua lại. Mày nhìn ai vậy? Mày đang nhìn tao hay đang nhìn chỗ khác? Trời đất ơi, hai cái trọng đen nó xung dày là một mà mày yêu chỗ nào vậy Ngư? Hả? Đi vô nhà. Ngư. Thằng bệnh hoạn gần chết mà thương không biết thương chỗ nào luôn á. Ngư. Ngư cái gì? Hả? Đi về. Đi về. Cho gặp Ngư. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có ưa cậu, tôi ghét cậu lắm. Sao cậu gặp con gái tôi hoài vậy hả? Con thích Ngư. Nhưng mà tôi không có thích cậu. Mà con gái tôi á, là nó phải theo lời tôi. Tôi đặt đâu nó ngồi đó. Đi về giùm cái đi nha. Đừng để tôi lấy cái chỗ trà tôi quét cậu ra là. Cô nói gì phủ phàng đấy cô. Phủ phàng cái gì? Đứa yêu nhau mà cô. Yêu cái gì? Dầu thơm loại 3 mà tưởng nước hoa loại 1. Đi về. Vật chất đâu mua được tình yêu cô. Ủa, nhưng mà không có vật chất lấy gì sống. Tôi không nói nhiều nha. Lần cuối cùng là tôi thấy cậu ở đây nha. Chứ nếu không là tôi thưa công an tôi bắt cậu đó biết chưa. Con có cuộc sọt cho smartphone. Để làm gì? Không được đúng không? Ngư. Bệnh gì đâu, không biết con nhỏ đó cặp mắt nó để đâu nữa. Khổ quá trời khổ, xin lỗi cậu à. Xe BMW hay là xe hơi hiện đại tới đây chưa chắc gì tôi đồng ý nha. Ở đó mà đi xe đạp và sinh viên mà cua con gái tôi hả? Tám ơi. Tám đi. Con à. Có gì? Tám bớt nóng đi, con có chuyện muốn nói với Tám. Chuyện gì mà nói? Sao Tám hung dữ với con quá à? Vì con ở đây cũng lâu rồi nhưng mà con nói Tám nghe này nè. Con sợ... phòng trọ của mình á không có an ninh đó Tám. Rồi sao? Con tính nhờ sao Tám. Sao không an ninh? Giúp con. Tôi là chủ của cái dãy phòng trọ này làm sao mà không an ninh được chứ? Dạ không, ý con nói là con sợ thôi. Nhiều khi mà giờ xã hội giờ nó phức tạp quá đó Tám. Bây giờ muốn cái gì nó đại đi mà mất thời gian của tôi quá. Dạ con gửi tiền Tám mua giùm con chỉ vàng Tám giữ giùm con nha. Gì? Mua vàng hả? Dạ đúng rồi, tại vì thôi bớt giỡn đi. Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư đâu mà giỡn với tôi vậy. Tiền đâu mà mua? Sinh viên nghèo rớt mồng tơi mở đó mà mua vàng, mua một chỉ vàng hả? Đâu có đâu, con vừa đi học con vừa đi làm nè Tám. Con là con dành dụm được chỉ trời vàng ơi, nè thôi Tám. Thôi đi cậu ơi, Tám mua giùm con đi. Nè Tám. Tám ơi, tiền á Tám. Cái này là tiền con đi làm á Tám. Đây Tám. Tám. Nè Tám. Tiền á. Tiền thật chứ không phải tiền giả nha Tám. Tôi biết rồi, đưa đây. Đúng một chỉ vàng luôn á. Một chỉ vàng. Thôi được rồi. Gia sản cả đời được chỉ vàng phải không? Thì rồi tôi mua giùm cho. Giữ giùm con nha Tám nha. Cảm ơn Tám. Xong Ngư. Mẹ cấm con nghe chưa? Không có qua lại đứa nào nghèo nghe chưa? Quá. Trời ơi. Ôi, nó sáng rực cả một bầu trời. Trời ơi, vàng mới nó đẹp hơn vàng của tôi đeo mười mấy năm nay luôn á. Trời ơi. Tính tới ngày hôm nay là ngày thứ 10 liên tiếp nó nhờ mình mua chỉ vàng cho nó. Như vậy là 10 ngày là 10 chỉ rồi. Cái đà này á, là một năm là 365 chỉ, 10 năm là 3.650 chỉ. Trời ơi, sao giàu dữ vậy bấy. Trời ơi, đại gia. Con Tám ơi. Thanh qua đây nói chuyện với Tám nè con. Tám kêu con hả? Ừ dạ. Tám mời con ngồi đây nói chuyện với Tám. Trời ơi,
bảnh tỏ mới trời. Nè, Tám mới mua chỉ vàng thêm cho con đó nè, là chỉ thứ 10 con có rồi đó nghe. Con cảm ơn Tám nhiều nha, tại vì con không có thời gian, con bận đi làm quá đó Tám. Tám biết mà, còn dư 100 ngàn của con nè. Dạ thôi Tám, Tám giữ đi, Tám uống cà phê với con nha. Tám giữ đi, giữ lấy Thảo của con nha. Con cũng cho Tám 50-100 vậy. Bữa giờ là vậy chi là cũng bổn tiền rồi đó con à. Tám ngại quá. Thôi Tám giữ đi. Trời ơi Tám ngại mà Tám bỏ túi luôn vậy. Trời ơi Tám sợ trả lại thì con giận Tám. Vậy hả? Tám sợ con giận lắm. Con trai à, ôi con giỏi quá trời luôn đó con à. Tám mà Tám tính tương lai cho con rồi. Con sau này là con 20 năm sau là con có 7.895 chỉ vàng đó con à. Trời ơi sao mà con giỏi dữ vậy Thanh. Cũng chuyện nhỏ mà Tám. Ba má con chứ là hãnh diện về con lắm phải không con? Dạ đúng rồi, Tám quá khen nha. Ôi giỏi vậy nè, rồi có trí thức như vậy nè, rồi không có người yêu chưa? Dạ chưa Tám ơi, con lo đi làm nhưng mà nhiều lúc sao vậy? Tám tính nhào vô hả? Tám tiếc cho con đó mà. Tám hối tiếc đâu có nhào chi, tại vì con cũng là đáng tuổi con, tuổi cháu của Tám. Dạ. Cho nên là Tám thấy con là vẫn cô đơn như vậy là Tám tiếc cho con đó. Đó nhiều khi đi làm về á cô đơn đâu có ai lo đâu, buồn lắm Tám vậy ơi. Vậy hả? Trời. Cần lắm một bờ vai Tám ơi. Vậy hả? Mà không biết tìm ở đâu, buồn lắm Tám ơi. Trời ơi tìm chi xa, xa tận chân trời, gần ngay trong nhà trọ. Gì trong đây hả Tám? Trong nhà trọ này nè có một người chờ con lâu lắm rồi đó mà con không có để ý tới gì hết trơn à. Tám đừng nói Tám nữa nha. Bây thằng này trời ơi để mẹ con mình mà làm sao mà để được. Trời mẹ con gì vậy Tám? Mẹ con gì đây nè? Mẹ rất là xúc động bởi vì mẹ không nghĩ là con của mẹ giàu như vậy mà ở phòng trọ nhà mẹ. Nói chung là mẹ rất là hân hạnh khi mà mẹ được lấy tiền con mỗi tháng. Mà con có điều kiện vậy mà con không bỏ đi chỗ nào khác ở mà con ở nhà trọ của mẹ, tức là mẹ cũng đã hiểu được ý của con rồi. Nên bây giờ mẹ nhá hàng nha con. Trời ơi sao Tám xưng mẹ ngọt xớt vậy mẹ? Con đâu? Trời con sẽ biết. Xong Ngư à, Ngư ra mẹ biểu nè con. Trời ơi con ơi, đây nè, xuống đây mẹ nói nghe. Con sắp có chồng rồi đó nghe. Cái gì? Sắp có chồng rồi. Trời ơi con gái ơi, con sẽ lấy chồng giàu, đẹp trai, bảnh tỏn. Đây nè, anh Thanh đó con thấy không? Chưa có người con trai nào mà bự con như anh Thanh của con, thấy không? Trời ơi cái tướng nó bự be mà nhìn nó gọn, dễ sợ gọn luôn. Con tập tạ khéo ghê luôn. Mấy cái cơ con giấu ở trong hết trơn. Hay quá con ơi. Nhìn cái mặt thằng này nè, nó phúc hậu. Đúng rồi nó phúc hậu, nhìn nó thánh thiện lắm con. Đó chồng tương lai của con đó con, qua làm quen với anh đi con. Mà em ơi, là đây là con gái Tám hả? Ừ. Nhưng mà con ngại lắm Tám ơi, tại vì con của Tám mà sao con dám con hả? Tám giận con đó nghe con. Em nó là thủ tiết chờ con bao nhiêu năm trời nay. Em nó nói với Tám là trời ơi mẹ ơi con thương anh Thanh quá, đúng không con? Đúng không? Đó thấy chưa? Nó gật đầu muốn sái cổ gì đó. Cho nên bây giờ ha, thôi bây giờ Tám nói thiệt với con là hôm nay là cũng là ngày đẹp trời, cho nên là Tám với lại hai đứa con là chúng ta về chung một nhà, là mẹ vợ nè, rồi rể nè, rồi con gái của mẹ nè, lại đây với mẹ đi con. Trời dạ, ơi. Nếu mà Tám nói vậy thì con xin phép Tám cho con thân mật đi, cứ thân mật đi, tại vì trước sau gì cũng là vợ chồng với nhau mà. Dạ Tám ơi, nhưng mà con làm không được Tám ơi. Sao lại Tám? Mẹ chứ sao lại Tám? Nhưng mà con ngại lắm. Sao bà ngại? Mẹ Tám ơi. Trước lạ sao quen. Ngư à Ngư, mẹ nói với con biết bao nhiêu lần rồi nghe không? Không có được cãi lời mẹ nghe không? Thôi bây giờ vậy nè, em nó buồn rồi. Bây giờ hả, con vô thay đồ đi. Rồi thôi vô chuẩn bị đánh miếng son lên lại. Thì hai đứa đi ăn nhà hàng với nhau. Rồi có gì á, đừng có về nhà. Cái này đừng có về nhà nghe không? Không về nhà ở đâu Tám? Đừng có về nhà ở đâu cũng được. Nhưng mà con gái con đứa ra ngoài đường. Tám ơi, con không dám đâu Tám ơi. Trời ơi thôi bà, đi vô không, thay đồ. Đi em ơi. Đi em. Con ơi, con nói con không dám sao con nắm. Chờ con, tại em nó nắm tay con. Rồi vô sửa soạn đi vô sửa soạn. Nha, không có cãi lời mẹ nghe chưa? Cầm không có cãi lời nào nghe chưa? Đi vô. Tối đừng có về nghe không hai đứa. Trời ơi, ít ra phải vậy chứ. Trời ơi, muốn lấy con gái tôi là phải từ cỡ này trở lên đó chứ. Đã. Tám.
Ủa chị Bảy, trời ơi đi kiếm nhà bà gần chết luôn à. Trời ơi, tao nói là chủ dãy nhà trọ là người ta chỉ chứ có gì đâu mà thì kiếm đó, kiếm khó muốn chết. Cái hỏi người ta hỏi nhà bà Tám mà cho thuê phòng trọ, cái người ta chỉ cái rẹt cái vô tới nơi luôn. Trời ơi dữ dằn luôn hen, nhà trọ quá trời quá đất. Bởi vậy ha, ngày nào cũng ra mua chỉ vàng dữ sợ luôn. Ôi mua cho thuê phòng trọ lời dữ lắm vậy hả bà? Lời lắm, lời sống lời. Kiếm chắc... tôi làm chi? Tặng quà nè. Trời ơi, đích thân tôi phải đi từng người hãy mà tới mà mua vàng ngày nào cũng mua, khách hàng thân thiết. Cái là đem quà tới tặng. Trời dữ vậy ha, đó, tặng cái gì phần á? Này, cái phần này là cho bà nè, đó, cái khăn lụa nghe. Trời lụa đàng hoàng đó. Ôi, chua trời lạnh đó. Rồi là đắp vô. Trời cái này của người ta, mấy khách hàng lận. Cảm ơn nghe Bảy. Nghĩa gì đâu, cứ ngày nào cũng ra mua chỉ vàng là tôi vui rồi. Bà khôn đó, tôi là khách hàng thân thiết á, từ đây đến 20 năm sau ngày nào tôi cũng ra mua vàng hết trơn. Tôi cũng chịu nữa, biết sao không, vàng á. Sao kỳ bà ơi, ai bán gì cũng đắt mà tôi bán vàng nó ế gì đâu á, có mình ên bà ngày nào cũng ra mua chỉ. Rồi cảm ơn nha. Thôi đi về. Đi tặng người khác nữa. Rồi. Sông Ngư ơi. Anh xong rồi, Sông Ngư ơi. Cái thèn ơi, thằng quỷ nhà nó nghe. Ở đây hả? Thanh Thanh ra đây hả? Để má giới thiệu. Má giới thiệu. Đi ra đây, ra đây. Có ngân rễ. Má giới thiệu tôi biết nó má rồi. Sao biết? Trời đất ơi, ngày nào cũng ra bán vàng. Bà mua hen còn nó bán. Mà ngộ, tôi thấy cũng ngộ. Gì? Cứ bà ra mua một chỉ, cái nửa tiếng hồ sau cái nó ra nó bán một chỉ. Lỗ 50-70 ngàn mà ngày nào cũng chịu, quỷ cũng giàu ghê bà ơi, chịu lỗ dữ lắm. Ngày nào cũng vậy chứ á. Con, hồi mày ra bán nghe không? Trời không? Tôi về, tặng người ta nữa. Nha. Về nghe, cảm ra bán vàng nghe con. Cảm ơn Bảy nghe Bảy. Ủa sao con rể đại gia của mẹ không phản ứng gì hết trơn vậy? Hả? Thanh con. Ngáo luôn. Vậy là sao Thanh? Hả Thanh? Buông cục điện ra đi con. Sao? Trời tám này Thanh bình tĩnh lắm. Sao? Nói mẹ nghe. Con rể yêu quý của mẹ. Dạ, mẹ ơi con đau mẹ. Dạ. Mẹ đau không con chứ? Con ơi cái vố này mẹ đau lắm con à. Con nói mẹ nghe đi chứ, bây giờ mẹ chết bây giờ con à. Dạ, sao giải thích mẹ nghe coi. Dạ tại con thương em Ngưng quá mà con không biết làm cái gì. Thấy Tám mê tiền. Không, sao Tám sống gì vật chất. Tám nói chung là Tám cần một cái tương lai gì đó nó cao quý, cho nên là con mới làm cái cách này. Tám thông cảm cho con Tám thôi. Rồi mẹ Tám hiểu con rể rồi. Dạ. Tức là bây giờ con rể đánh vào cái điểm yếu của mẹ đó. Dạ. Cho nên là con chơi cái chiêu này, cha công nhận cái chiêu này nó cao lắm con à. Cao trời ơi, mẹ không ngờ một cái thằng như con mà chơi cái chiêu cao quá, nó vượt ngưỡng suy nghĩ của mẹ luôn đó con à. Thôi được rồi, bây giờ con chơi chiêu thì cho phép mẹ chơi chiêu lại nha. Dạ, chứ người chơi mà người không chơi thì nó không công bằng hết con ha. Dạ, mẹ cái chiêu của mẹ được mang tên là điệu hổ ra khỏi sơn. Đó giờ con mới nghe cái chiêu này luôn á mẹ. Dạ, điệu hổ ra khỏi sơn là sao mẹ? Đơn giản lắm con à. Dạ. Là kể từ bây giờ á. Dạ. Là con ra khỏi phòng trọ của mẹ nghe không Thanh? Nghe chưa? Mày ra khỏi nhà tao. Cút.